tôi mạnh hơn cả Joshua và Fury. Trước cuộc đối đầu với Oleksandr Usyk, tay đấm hạng nặng Derek Chisora đã có lời cảnh báo dành cho đối thủ của mình. Sắp tới, Chisora sẽ có cơ hội chấm dứt thành tích bất bại của đối thủ người Ukraine và giành lấy vị trí người ủy quyền của danh hiệu WBO. Võ sĩ sẽ thách đấu Anthony Joshua trong cuộc so tài ngày 31 tháng 10. Tôi sẽ không thất bại, tôi sẽ tỏa sáng bằng cách thể hiện hết khả năng của mình. Bạn biết đấy, khi bạn cực kỳ mong muốn một điều gì, bạn sẽ làm nó cho bằng được. Tôi sẽ vượt qua anh chàng này, dù cậu ta sở hữu điều gì, thì cậu ta cũng cần nhiều hơn để ngăn cản được tôi. Cách mà tôi tiếp cận cậu ấy sẽ không thể tin được. Tôi không nghĩ rằng ở hạng nặng có ai đó mạnh hơn tôi lúc này. Anthony Joshua, Tyson Fury, Dillian White, Deontay Wilder. Không, họ đều không mạnh hơn tôi. Tôi mạnh mẽ hơn và cũng điên rồ hơn, Chisora chia sẻ trên Sky Sports. Kẻ thách đấu kỳ cựu người Anh sẽ thượng đài cùng chủ nhân huy chương vàng Olympic, nhà vô địch tuyệt đối của hạng bán nặng khi đang sở hữu thành tích 32 chiến thắng, 9 trận thua. Về phần Usyk, sau khi chuyển sang thi đấu ở hạng cân cao nhất, anh đã trở thành người ủy quyền của đài WBO và đang chờ để so tài cùng Joshua. Người tổ chức của Usyk là Alexander Krasov đang làm việc với Eddie Hearn để cuộc đối đầu này nhanh chóng được diễn ra. Với Chisora, anh không quá lo lắng về những cơ hội trong tương lai, dù bản thân có thừa kế danh hiệu từ Usyk. Võ sĩ 36 tuổi cho biết, tôi chỉ không muốn bản thân phải thất vọng, không còn gì khác, tôi sẽ cống hiến tất cả. Khi mọi chuyện kết thúc, tôi không muốn nhìn lại rồi nói rằng, đáng ra mình phải làm tốt hơn ở trận đấu đó. Tôi muốn thể hiện hết mình để khi treo găng, tôi không tiếc nuối điều gì, đó là động lực của tôi. Mục đích của tôi không phải là có mặt trong top 10, nó chỉ mang đến những trận đấu hay nhất cho người hâm mộ. Về đối thủ mà mình muốn thách đấu danh hiệu thế giới, Dale Boy thừa nhận, người đó không ai khác ngoài Fury, tay đấm đã thắng anh 2 lần. Tyson là một võ sĩ thật khó tin, người duy nhất chưa từng thất bại. Thật tốt khi được so tài với cậu ấy, vì Tyson luôn hứa sẽ đấu với tôi lần 3, cậu ấy nợ tôi về điều đó. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Usyk nói lời bất ngờ về quái vật Chisora trước cuộc đối đầu sắp tới. Ngôi sao người Ukraine Oleksandr Usyk cuối cùng cũng biết được thời điểm mình sẽ so tài với Derek Chisora. Trận đấu này sẽ được lên lịch lại vào ngày 31 tháng 10 và phát trực tiếp trên Sky Sports Office. Trước đó Usyk vốn dĩ sẽ thượng đài cùng Chisora vào ngày 23 tháng 5. Tuy nhiên cuộc chiến này đã bị hoãn lại vì đại dịch Covid-19. Kết quả là hai tay đấm tên tuổi nói trên sẽ giao găng vào tháng tới. Địa điểm tổ chức trận đấu sẽ sớm được cập nhật. Sau khi trở thành nhà vô địch tuyệt đối của hạng bán nặng, Usyk đang hướng đến các danh hiệu của hạng nặng và những chiến thắng sẽ đưa anh đến với trận tranh đai WBO cùng nhà vô địch Anthony Joshua. Tuy vậy, trước tiên võ sĩ 33 tuổi phải vượt qua Chisora ở trận đấu sắp tới, người đã đánh bại David Price ở đấu trường O2 vào tháng 10 năm 2019. Tôi thực sự rất nhớ quyền anh, tôi đã tập luyện rất chăm chỉ để có một màn thể hiện ấn tượng vào tháng 10. Tôi mong đợi một sự thách thức thực sự từ Derek. Anh ta rất mạnh mẽ, cứng rắn và kiên cường. Anh ta là một gã to lớn với những cú đấm nặng ký. Khi là một võ sĩ hạng bán nặng, tôi đã vươn đến đỉnh cao nhất của hạng cân này và trở thành nhà vô địch tuyệt đối. Giờ đây tôi muốn làm điều tương tự ở hạng nặng. Tôi cần kiểm chứng bản thân trước những đối thủ hàng đầu thế giới trên con đường mới của mình. Và Derek đang ở ngay trước mặt. Nhiều người nói Derek là một con quái vật, nhưng sâu thẳm bên trong anh ấy là một người đàn ông tốt. Tôi không mong chờ được thấy mặt tốt đó vì tôi biết anh ta muốn hủy diệt tôi, nhưng tôi là sự tổng hợp của nước, lửa và gió. Derek Chisora, tôi đang hướng đến anh đây. Và Chisora lập tức đáp lại, xin chào Usyk, tôi đã sẵn sàng để so găng cùng cậu trong cả năm nay rồi. Trên quê hương tôi, thật là một năm khó khăn cho mọi người. Tôi sẽ dành cho nước Anh một buổi tiệc Halloween xứng đáng và báo thù cho người anh em Tony Bowler. Nhà tổ chức Eddie Hearn cũng xác nhận về cuộc thượng đài này. Tôi phải gửi lời cảm ơn đến đội của Usyk. Chisora và David Hayer đã kiên nhẫn để giúp trận đấu được định đoạt. Nó là cuộc chiến rất quan trọng ở hạng nặng trong vài tháng nay, giống như cuộc đối đầu giữa Alexander Povetkin và Dillian White cuối tháng 8. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.
Tyson Fury bóc phốt Vladimir Klitschko từng giở chiêu trò gian lận nhưng vẫn mất đai vô địch. Trái với phần lớn ý kiến của người hâm mộ, Tyson Fury cho rằng Vladimir Klitschko chỉ là kẻ gian lận và không xứng danh huyền thoại. Vừa qua, Tyson Fury đã tuyên bố rằng Vladimir Klitschko từng cố gắng gian lận trong cuộc đụng độ vào năm 2015. Vào tháng 11 năm 2015, Fury đã chiến thắng Klitschko và đã trở thành nhà vô địch WBA Super, IBF, WBO, IBO, The Ring và Linner Heavyweight tại Düsseldorf, Đức. Đây là chiến thắng kết thúc chuỗi ngày thống trị hạng nặng của Klitschko. Tuy nhiên cũng chính tại trận đấu này, Fury đã có ấn tượng rất xấu với Klitschko. Fury giải thích, tôi nghiên cứu rất kỹ lịch sử quyền Anh, đặc biệt là hạng nặng. Klitschko là một tay đấm giỏi, nhưng tôi sẽ không bao giờ tôn trọng hắn ta. Hắn ta là một kẻ gian lận và đố kỵ với tài năng của người khác. Khi tôi thượng đài với Klitschko, tôi là kèo dưới với tỷ lệ thắng chỉ 1 trên 10 thôi. Nhưng Klitschko muốn giành chiến thắng tới mức hắn ta sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn. Trong bữa cân trước trận đấu, Klitschko đã cho người chỉnh sửa cân của bên tôi. Kết quả trên cân lúc đó chỉ tôi nặng 112 cân. Tôi biết có điều gì đó không ổn vì tôi chưa bao giờ nặng dưới 116 cân trong suốt sự nghiệp thi đấu. Đây rõ ràng là trò đánh lừa tâm lý của Klitschko. Vì sau buổi cân đó, tôi về phòng tập cân lại và tôi đúng 116 cân. Cũng tại lúc đó, tôi nhận ra rằng Klitschko cao bằng tôi. Tôi nhớ rất kỹ Klitschko chỉ cao 1m98, còn tôi đến 2m06. Tôi biết hắn ta đang mang giày độn để làm rối tâm lý của tôi. Không chỉ sử dụng những chiêu trò gây ảnh hưởng tâm lý trong ngày cân, Tyson Fury cũng đã phát hiện ra việc Klitschko cố tình độn mút dưới sàn đấu. Vụ việc gây ra nhiều tai tiếng cho Klitschko vào năm 2015. Fury kể, sau đó vào ngày trận đấu diễn ra, tôi xuống khu vực thi đấu để xem võ đài như mọi lần. Tôi bước lên đài và phát hiện ra dưới lớp vải của sàn đấu là lớp mút dày hơn 25cm. Võ đài giờ mềm nhũn như những miếng đệm. Tôi không thể nào đấu trên đấy được, cứ như đang dậm chân trên mặt trăng ấy. Tôi sử dụng footwork rất nhiều trong thi đấu và cái sàn đấu mềm như thế này lấy đi đôi chân của tôi. Bình luận viên thể thao John Nelson, người thường xuyên ghé thăm Klitschko trong quá trình luyện tập cũng đã xác nhận rằng võ đài lúc đó mềm ngang với võ đài Klitschko luyện tập ở Áo. Ngay sau khi phát hiện ra miếng mút, đội của Fury đã cãi vã với đội của Klitschko khi chỉ còn 2 giờ nữa là đến thời gian thi đấu. Cuối cùng thì Vitaly, anh của Vladimir Klitschko cũng chịu tháo lớp mút ra, rồi sau đó là đến chuyện găng tay. Trong những trận tranh đai, kẻ thách thức được quyền chọn bất kỳ cặp găng nào tùy thích. Cặp găng tôi đặt với ban tổ chức là găng dùng để thi đấu, nhưng họ lại gửi cho tôi một cặp độn bông mềm như gối. Ban tổ chức nói, đây là cặp duy nhất chúng tôi có, không xài thì về đi. Lúc đó cũng đã quá muộn để chúng tôi mua cặp găng khác, nên rút cục chúng tôi phải đeo cặp găng dởm ấy và vào thi đấu. Và cuối cùng Tyson Fury cho rằng Klitschko đã cố tình độn hep quads trước trận đấu. Ở những trận đấu tranh đai vô địch, một thành viên của đội đối thủ sẽ được phái đến phòng của bạn để giám sát quá trình cuốn băng và đeo găng. Vitaly ngồi trong phòng của tôi, nên tôi cử bố tôi sang phòng của Vladimir. Nhưng lúc bố tôi đến đó, Vladimir đã cuốn băng đeo găng và sẵn sàng thi đấu. Bố tôi liền nói, tháo ra đeo lại, không thì chúng tôi bỏ trận. Bố tôi đã to tiếng khá lâu với quản lý của đội bên kia. Sau đó ông đã quay về phòng và nói với tôi, về thôi, đây chỉ là lũ gian lận thối nát. Tại thời điểm đó tôi chỉ nghĩ, Chúa ơi, không lẽ chỉ để thắng một gã kèo dưới với khả năng chiến thắng chỉ bằng 1/10 mà hắn ta phải gian lận tới mức này. Tôi tin rằng trong thâm tâm Vladimir biết hắn sẽ thua ngay cả trước khi bước lên sàn đài. Tôi nhìn gương mặt của hắn và nhận ra đó là gương mặt của kẻ thua cuộc. Thì mọi mánh lưới đều thất bại. Tôi chỉ lên đài, làm những gì để có thể chiến thắng. Dù thực hư chuyện Vladimir Klitschko có gian lận hay không vẫn chưa rõ, chuyện tay đấm vô địch người Ukraine chỉ đơn thuần phủ nhận việc gian lận với báo giới và không thêm bất kỳ chi tiết nào đã tạo ra không ít nghi vấn. Tuy nhiên có lẽ đây là lần duy nhất Vladimir Klitschko sử dụng mánh lưới vì xuyên suốt sự nghiệp 69 trận thi đấu của anh, chỉ duy nhất Tyson Fury công khai vụ việc này. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.